Kính chào quý vị Hôm nay mời quý vị nghe một vài câu chuyện ngắn Để giải trí Trước Câu chuyện Thằng Ngụy Con Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa Tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ Trong phòng ấy đã có sẵn một người Ông Đoàn Cửa phòng là một bừng sắt khá dày Bị xét rỉ toàn bộ chứng tỏ nó đã khá lâu đời rồi sét đã soi tấm cửa này thủng nhiều lỗ cỡ đầu ngón tay đặc biệt có một lỗ dưới cũng rộng có thể thò lọt cả bàn tay những lỗ đó đã cho chúng tôi chút ánh sáng trong căn phòng ít khi được mở này một hôm tôi đang rầu rỉ bỗng nghe nhiều giọng nữ xôn xao bên ngoài tôi chạy lại cửa dán mắt vào mấy lỗ thủng thì ra, phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gầu thao chạm nhau rộn ràng. Tiếng người thúc giục nhau, chen lẫn cãi gọ nhau ỏm tỏi. Họ giặt đồ, tắm rửa, chải tóc, phơi quần áo. Trông ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Nhưng người quá đông mà chỉ có hai cái giếng thì giờ cho phép lại giới hạn nên ai cũng sợ hết phần bỗng tôi giật mình khi thấy một thằng nhỏ từ trong hiên nhảy ra nó chạy vụt lại phía hai con vịt xiêm đang rỉa lông cho nhau trước cửa phòng tôi làm chúng hoảng hốt bay xa một đoạn có tiếng một người đàn bà gọi với không được nghịch mẹ đánh đấy thằng nhỏ đứng lại qua giây phút hoàng hốt, đôi vịt lại tiếp tục rỉa lông cho nhau. Thằng nhỏ, mới khoảng chừng ba bốn tuổi, trắng trẻo, kháu khỉnh làm sao? Tại sao nó lại lọt vào chốn tù ngục này được nhỉ? Nó làm sao chịu được cảnh thiếu ăn, thiếu bạn bè, thèm khát đủ thứ, ngày ngày ru rú trong một căn phòng chật hẹp với không khí ngột ngạt, hôi hám ấy. Rồi tâm tính nó sẽ ra sao về sao? Thằng nhỏ có vẻ khoái đôi vịt xiêm lắm. Nó đang say sướng ngắm chúng thì mẹ nó gọi trở về phòng. Nó vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lui, làm mẹ nó phải dục mấy lần. Tôi quay lại hỏi ông đoàn. Ủa, bên phòng nữ có một thằng nhỏ dễ thương quá. Vì sao nó lại phải vô trong này ông biết không? ông đoàn nói nghe đâu cha nó là một viên thiếu tá đã đi mỹ rồi còn mẹ nó là một nhân viên thiên nga khi tôi vô đây thì đã thấy có nó rồi lúc đó nó mới biết đi lẫm đẫm thôi tôi tức cười thốt lên sau này có thể nó phải ghi vào lý lịch như sau mới một tuổi tôi đã phải sống trong lao tù khổ sai của bọn cộng sản man rợ Mấy hôm nay, tôi chỉ được phát mỗi ngày hai vắt nhỏ bột sắn xay, chia làm hai bữa với một ít canh cải bẹ xanh mặn chát. Không hiểu thằng nhỏ có được phát tiêu chuẩn khẩu phần không, hay phải ăn vào phần của mẹ nó. Tôi nói, Ôi, thằng nhỏ mặc sức mà thèm đường thèm sữa. Ông đoàn cười, ông khỏi lo. Mấy ngày thăm nuôi, nó được cán bộ thả đi lung tung. Người ta cho nhiều quà lắm. Ngay tại phòng nó lại có rất nhiều người đã từng làm mẹ, làm chị. Chẳng ai nữa để một đứa nhỏ dễ thương như thế đói đâu. Tôi đã từng thấy một con chó mẹ nằm cho mấy con mèo con bị mất mẹ bú. Thiền tính thương trẻ của các bà mẹ làm mẹ hẳn còn cao hơn nhiều lắm. Tôi cảm thán vậy sao hóa ra nó lại sướng ngân lũ con tôi ở nhà nữa tôi có ba thằng con thằng út có lẽ cũng cỡ tuổi nó khi tôi đi tù nó mới vừa đúng một tuổi thôi chưa biết đứng trước kia mình đâu có biết dành dụng lo xa khi vào tù tôi chẳng còn chút gì để lại cho vợ con cả nghĩ đến cảnh một người đàn bà chân yếu tay mềm phải chạy vậy để nuôi sống ba đứa con giữa lúc này tôi đau ruột lắm. Nhưng ăn năn thì cũng muộn mất rồi. Mấy hôm sau, phòng tù nữ lại được mở cho ra tắm giặt. Thằng nhỏ sau khi tắm rửa xong lại chạy sang trước phòng tôi. Không thấy đôi vịt, nó ngồi vào bậc thềm lưng dựa vào cửa phòng. Tôi thò ngón tay ra lỗ thủng chọt vào lưng nó một cái. Nó giật mình nhõm dậy quay lại và nói hết hồn tôi lấy làm thú vị khi nghe một thằng tí hon lại dùng cái tiếng hết hồn có vẻ người lớn đó biết tôi đùa thằng nhỏ lại ngồi xuống chỗ cũ tôi hỏi cháu tên gì ngụy con tôi ngạc nhiên hỏi lại chú hỏi cháu tên là gì ngụy con ai đặt tên ấy cho cháu mấy chú cán bộ đấy thế mẹ cháu không đặt tên cho cháu à có mẹ cháu đặt tên con mấy chú cán bộ thì kêu ngụy con rồi các cô gì trong phòng cũng kêu cháu là ngụy con luôn trời đất ơi cái tên này có thể tạo một ấn tượng khó đoán khi thằng nhỏ khôn lớn tôi định hỏi vài câu nữa nhưng nó đã bị mẹ nó gọi về phòng rồi ngày thăm nuôi đến ngày đã coi như ngày tết của khám đường các phòng giam đông người đều được mở cửa suốt thời gian cho thăm để người ta tiện đưa đồ thăm cũng như dẫn dắt những người được gặp mặt người thân ra vào. Những người được ra gặp người thân phải mặc đồ lành sạch. Ai không có phải đi mượn đồ của người khác. Vì vậy, ngày thăm nuôi tù vẫn ăn mặc sáng sủa, khác hẳn ngày thường các tên cán bộ cũng giả dối dẹp bớt cái vẻ nghiêm khắc hàng ngày để hồ hởi thưởng thức những hơi khói thơm những người không được thăm cũng vui hơn vì ít nhất cửa phòng mở họ cũng hưởng được chút ánh sáng và không khí dễ thở họ cũng có thể hưởng ké được chút quà tươi hoặc xớt được phần ăn tiêu chuẩn của những người được thăm không dùng tới những phòng ít người phần nhiều đang bị kỷ luật ít được thăm cửa đóng im ỉm nhưng ít nhất ngày đó họ cũng yên trí không bị cán bộ quấy rầy nói chung trong ngày thăm nuôi bất cứ ai đang sống tại khám đường cũng chia được ít nhiều niềm vui dù chỉ là niềm vui tạm bỡ giữa một hoàn cảnh bất hạnh kẻ hưởng được hạnh phúc thật sự họa chăng chỉ có một người đó là thằng ngụy con trong lúc cán bộ phải tù trật tự bận rộn mang đồ thăm hoặc dẫn tù đi gặp người thân thì thằng nhỏ tung tăng chạy hết phòng này đến phòng khác nó rất khôn cứ gặp cán bộ lại cất giọng lạnh lót chào cán bộ thật dễ thương vì thế không ai la rầy cản trở nó cả tôi nghĩ chính thằng nhỏ là một nhân tố làm giảm bớt vẻ ngăn cách giữa cán bộ và tù. Đến đâu, nó cũng được tiếp đón nồng hậu, quà cứ nườm nượp vào tay nó. Bao nhiêu lần nó sung sướng ôm đầy quà trên tay, nào là bánh tráng, cốm bắp, kẹo, về giao cho mẹ nó. Trong nét mặt hớn hở của nó, vào những lúc ấy ai mà chẳng vui lây chứ. Rồi một tháng trôi qua, lại đến kỳ thăm nuôi, hôm ấy trời mưa lâm râm và có gió hiu hát. Tôi lại dán mắt trước cửa, hưởng kén niềm vui của mọi người. Thằng nhỏ lại thả sức tung tăng đi nhận quà. Thấy trời hơi lạnh, lại sợ con bị ướt. Nên mẹ nó đã cẩn thận bận thêm cho nó một cái áo mưa bằng ni lông khá gọn. Lần ấy, có lẽ vì quà tặng hơi nhiều, Thằng nhỏ lại không biết sợ lạnh. Nó cởi cái áo mưa làm đồ đựng. Khi nó đang ôm bọc quà hí hưởng chạy về phòng thì gặp Sơn. Sơn là một tên cán bộ hung ác, nghiêm khắc nhất khán đường. Gã tươi cười một cách đều cáng đón nó lại. Hey, ngụy con, có nhiều quà quá, chia cho chú với nào. Thằng nhỏ lính quính, dẫm vào chỗ đất trơn, té oạch một cái, làm quả văng lung tung tên sơn cúi xuống lượm giùm xong rồi gã vờ bốc lấy một gói giấy bảo gói này cho chú xin nghe thằng nhỏ tưởng thật hoảng hốt không được không được đâu gói này không được đưa cho cán bộ coi nghe thằng nhỏ nói hơi lạ tai nên tên sơn nghi ngờ mở cái gói ra xem gã bỗng trưng mắt đạp vào ngực thằng nhỏ một cái làm thằng bé ngã bật ngửa thằng nhỏ nằm lặng đi một hồi rồi mới khóc nấc ra tiếng ai nấy chơi với chưa hiểu chuyện gì thì nghe tiếng tên sơn nạt lớn đơm đồ cái giống ngụy ra khác chưa ráo máu đầu đã học phản động quay lại phía tù trật tự tên sơn hét bắt nó quỳ dưới cột lưới bóng rổ lập tức thằng nhỏ bị lôi dậy kéo đi. Liền đó tên Sơn dẫn một anh tù trật tự khác đến phòng B5. Gã đứng trước cửa hoạnh hoẹ hỏi chuyện. Lát sau, một anh tù vừa mới được thăm nuôi hồi sáng bước ra khỏi phòng. Tên Sơn bắt anh tù đứng nghiêm rồi tha hồ đấm đá người tù tội nghiệp. Anh tù nhiều lần bị ngã nhưng tên Sơn lại bắt đứng lên để đấm đá tiếp hết sức tàn bạo. Trong chốc lát, anh Tù đã xác sơ, rục rã, nhưng tên Sơn vẫn chưa tha, gã còng cắp, cánh tay anh ta lại rồi sai người đưa vào phòng kỷ luật. Trời vẫn mưa lâm râm, gió vẫn hiêu hắt, thằng nhỏ vẫn quỳ dưới chân cột lưới bóng rổ. Tên Sơn vẫn tiếp tục ra vào kiểm soát việc thăm nuôi quá nóng ruột, người mẹ phải liều vói mặt ra khỏi phòng van xin chèo kéo. Nhưng tên Sơn cứ phớt lờ đi, cả giờ sau gã mới chịu cho thằng nhỏ tội nghiệp về phòng. Người nó đã lạnh như cục nước đá, run lập cập, nói không thành tiếng. Buổi tối, khi đưa cơm vào phòng tôi, tên Sơn còn ác độc cảnh cáo. Các anh coi chừng đấy, chớ lợi dụng thằng ngụy con để thông tin tức với nhau dù là chị hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng chị trắng máu ra đấy. giờ thì tôi đã hiểu là anh bạn tù ở phòng B5 đã phạm nội quy của khám đường. về sau tôi được biết rõ hơn là anh này đã gửi quà với mấy lời nhắn cho một người quen ở phòng tù nữ. vụ trừng phạt ấy cứ lợn vợ ở trong đầu tôi suốt đêm. tội nghiệp thằng nhỏ đã bị đòn lại phải chịu đựng ướt lạnh suốt mấy giờ. Sáng sớm hôm sau, tôi đã phải thức giấc bởi tiếng kêu cứu từ phòng tù nữ. Báo cáo cán bộ A5 có người bệnh nặng. Tôi giật mình, biết đâu lại là thằng nhỏ. Tiếng từ phòng trực hỏi lại, nặng bao nhiêu ký? Tiếng kêu cứu từ phòng nữ có vẻ khẩn thiết hơn. Báo cáo cán bộ phòng a năm có người sắp chết nghe rồi đợi nó giải quyết chừng nửa giờ sau tôi nghe có người nói chuyện ồn ào trước sân có lẽ cán bộ y tế đã đến rồi cả khám đường yên ắng trở lại gần sáng tôi lại bị ông đoàn đánh thức ông nghe gì không tôi lắng tai để nghe trời ơi rõ là tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn bà con ơi con sao nỡ bỏ mẹ mà đi như thế con ơi con tôi chưa đầy ba tuổi đã biết gì đâu mà phản động đau đớn lắm trời ơi tôi giật mình thở dài trời ơi thằng ngụy con liền đó tôi nghe có tiếng nạt nộ để con bị sưng phổi không chịu lo báo cáo sớm Bây giờ không để người ta chôn cất Còn gào, gào khóc Đổ thừa cho ai Tiếp đó Tôi lại nghe nhiều tiếng khóc Nấc nghẹn ngào đau khổ uất hờn Của người đàn bà tội nghiệp Tác giả Ngô viết trọng Và tiếp theo Mời quý vị nghe Một hồi ký ngắn của ông Lê Quốc Toản có 20 võ bị Đà Lạt. Tựa đề Bạch Y Thương Cẩu, Người Tù Đặc Biệt Tôi lấy đề tài bài hồi ký này là Bạch Y Thương Cầu do tâm đắc vào ý thơ của nhà thơ Đỗ Phủ trong bài Khả Thán. Thiên thượng phù vân như bạch y, tu du hốt biến vi thương cầu trời có đám mây bay hình tựa như chiếc áo trắng phút chốc đám mây biến thành hình con chó màu xanh câu này có ý nói đời là vô thường biến đổi không lường từng giây từng phút thực ra trong bài này tôi muốn viết về một người tù đặc biệt mà tôi đã gặp trong trù cải tạo tôi và anh ta ở hai chiến tuyến khác nhau trước đây nhưng khi gặp anh ta cùng chung số phận và cùng khổ trong chốn lao tù cộng sản chúng tôi quên chuyện trước đây mà nay chỉ biết tình cảm của con người chúng tôi còn có cơ may hiểu nhau hơn và tôn trọng nhau dù không nói ra nhưng hầu như về sau này chúng tôi đã nhận ra như cùng chung một chiến tuyến đúng như mây bay trên trời chuyện đời vô thường đố ai mà biết được câu chuyện về người tù đặc biệt xin sẽ nói sau. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm toàn miền Nam, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Hy vọng lật ngược thế cờ đã chết tức tuổi trong tôi từ ngày ấy. Ngày 15 tháng 6 năm 1975, tôi và đồng đội đành thất thủ trình diện ủy ban quân quản thành phố sài gòn để đi ở tù tâm tư của tôi nặng trĩu khi nghĩ đến vợ con côi cút neo đơn ở lại với quân thù tôi nghĩ đến ngày về chắc còn xa lắm nhưng liệu có ngày đó không con đường chúng tôi đi từ đó đã trải qua biết bao nhiêu khổ ải nhưng tôi chưa hề oán trách một số đồng đội đã bỏ chúng tôi ra đi tìm nơi an trú ở nước ngoài. Trong khi chúng tôi thề ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với bọn Cộng sản Bắc Việt bạo tàn. Đêm 16 tháng 6 1975, chúng nhồi nhét chúng tôi lên các xe tải bịt bùng, chạy vòng vèo nhằm đánh lạc hướng điểm đến cuối cùng là Long Giao. Chỉ nội đến đó, tôi nghe như đã có người chết vì nghẹt thở ở Long Giao được hai tháng. Chúng tôi được đưa lên tàu sông Hương từ bến cảng Sài Gòn để đưa ra Bắc. Tại đây, chúng tôi được chia thành từng toán 250 người đưa lên tàu lửa trực chỉ lên Yên Bái qua phà Ô Lâu đi bộ hai ngày đường nhập vào rừng núi Tây Bắc. Về sau, tôi mới biết rải rác nơi đây có nhiều trại tù giam giữ hàng ngàn sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đưa từ miền Nam ra. Trại giam Liên Hoàng gồm nhiều phân trại có tên Hồng Ca cho Bộ Công an Quản lý thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Phân trại của tôi nằm sát đường lên cổng trời, địa danh do anh em tù cải tạo đặt tên. Nơi đây rừng núi âm u, buổi sáng nghe chim ca ở mãi không về. Tối đến chúng lại hót, chết đi sống lại, chết đi sống lại. Nghe mà buồn thối ruột, cứ hàng ngày cứ nghe con chim này nó cứ ca, ở mãi không về, ở mãi không về, rồi tối đến lại chết đi sống lại thì làm sao mà không buồn được chứ đúng là địa ngục trần gian. Tôi đã từng chứng kiến đồng đội của tôi ngã gục vì đói, vì bệnh, vì bị kẻ thù ngược đại. Những ngôi mộ chôn họ được đánh dấu bằng từng viên đá ghép lại hoặc bằng một khúc cây do đồng đội xót thương ghi dấu. Từ trong cái chết hàng ngày rình rập, tôi bỗng nhiên bình tĩnh khát vọng sống đã đánh thức tôi hơn bao giờ hết. Đã có lúc tôi sáng tác các vần thơ chấp nối trong đầu tôi. Trong đó thơ nhắc đến vợ tôi, các con tôi, Nguyên, Nhị, Tam, Lan, Tứ, mi Trong khoảnh khắc đó, tâm hồn tôi vẫn còn lưu chút lãng mạn khi nghĩ đến tình yêu. Với người vợ dấu yêu năm xưa, tôi đang hoài vọng quên cả bên ma thiên quỷ dữ. Nên có bài thơ, tìm em mãi tận cổng trời, bởi chân em vốn là người cõi tiên. Trải qua trăm suối ngàn đèo, chỉ mây ôm núi xương chèn lối đi. Phải rồi, trong cảnh tù đầy này, có ai dám nghĩ đến ngày về? Thành ra ngày về gặp vợ con xa vời lắm. Thế thì được gặp vợ cũng khó như gặp tiên trên trời vậy đó là ký ức về cổng trời của tôi đã đến đó thì khó về tôi nghe đâu trại tù cổng trời tự thần khét tiếng ở tỉnh hà giang cũng nằm không xa nơi tôi bị giam giữ vì yên báy giáp ranh với hà giang trong không gian cô quạnh của rừng núi miền việt bắc nhiều đêm thao thức tự xét lòng mình tôi cảm thấy không làm lỗi lầm gì khiến tôi phải ân hận trước cảnh nước mất nhà tan, sông sầu núi thảm vào tay cộng quân xâm lược. Trong gần 10 năm phục vụ trong quân đội, với 3 năm hành quân chiến đấu ngoài bưng biển và gần 7 năm giữ chức vụ sĩ quan kế hoạch hành quân, cấp quân đoàn, tôi phục vụ quân đội với tinh thần trong sáng của một sĩ quan xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam. Tôi không biết tham nhũng hối lộ là gì. Ngay cả khi tôi có cơ hội giữ chức vụ chỉ huy trưởng trung tâm yểm trợ tiếp vận ban mỹ thuật, gia đình tôi vẫn sống kham khổ trong phạm vi lương hàng tháng eo hẹp có được của tôi. Hai vợ chồng tôi chia sẻ mấy con cá nhỏ cho các con tôi trong các bữa ăn mà thời đó với chức vụ chỉ huy trưởng một trung tâm tiếp vận lớn cỡ như buôn mới thật. Về vật chất, tôi muốn gì cũng có được. Tôi vô cùng biết ơn vợ tôi, không xe xua, chịu khó gói ghém đồng lương ít ỏi của tôi cho qua ngày. Không hề xúi dục tôi làm bậy để kiếm tiền bất hợp pháp. Khoảng thượng tuần tháng 11, năm 1978, Cộng sản Hà Nội đánh hơi Bắc Kinh sẽ sự quân xâm chiếm Việt Nam trong thời gian sắp tới, chừng đôi ba tháng nữa thôi. Do đó, Hà Nội đã gấp rút chi chuyển các trại tù cải tạo về phía Nam, tránh xa vùng chiến địa gần biên giới Trung Việt. Vào đầu tháng 1 1979, trại tôi được di chuyển về trại giam số 3 Nằm trong khu vực rừng núi phía Tây, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, do Cục 10 Bộ Công an điều khiển. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân xâm lược Trung Quốc ô ạt đánh chiếm toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Đến trại Ba Tân Kỳ, tôi được vào đội rau xanh chuyên sản xuất rau cho trại. Sau một ngày lao động ngoài trời, buổi chiều khi hoàng hôn sắp tắt, tất cả tù viên vào chuông. Tôi gọi là chuông vì phòng nhốt tù, được các tù nhân ví như chuồng nhốt xúc vật. Cũng như ở trại cũ ngoài Yên Bái, sau khi vào chuồng, một số anh em ốm đau, đến nhờ tôi cạo gió hoặc châm cứu, bằng cách dùng lá ngải cứu phơi khô quấn thành điếu thuốc, đốt lên rồi dí đầu lửa gần huyệt đạo bệnh nhân trong vòng 30 giây, thường là á huyệt. Bởi vì trong tình trạng ốm đau giữa chốn núi rừng không có thuốc men, tôi trị bệnh như vậy phần nào an ủi anh em ốm đau. Có thể vì yếu tố tâm lý, sáng ra nhiều anh vui vẻ bắt tay tôi, bảo rằng họ đã khá rồi, hết bệnh rồi rằng tôi mát tay quá. Tôi thầm cảm ơn trời Phật đã độ trì cho các anh. Cũng do việc tôi trị bệnh cho anh em tù nhân trong buồng hàng đêm, cán bộ trại biết được gọi tôi lên có ý cho tôi làm việc ở trạm xá. Nhưng tôi thú thật tôi không biết gì về y tế, chỉ biết chút ít về cạo gió đốt huyệt sơ sài mà thôi. Nghe vậy họ cho tôi trở lại đội rau xanh. Tôi có vài kỷ niệm trong thời gian tôi làm lăng băm. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là khi tôi đốt huyệt cho thạch tròn. Anh này vốn là người miên, nguyên thiếu ý thủy quân lục chiến. Anh ta rất khỏe, đi rừng chỉ mặc chiếc quần đùi và cái áo cộc ngắn. Anh ta đi chân không, vì gai che rừng đối với anh ta là chuyện nhỏ. Thế mà, một buổi chiều tối khi cửa chuồng vừa khóa lại, anh vội vã mò đến chỗ tôi. Thấy dáng anh không được khỏe như ngày thường, tôi chưa kịp hỏi thì anh đã mệt nhọc lên tiếng. Toản ơi, chắc tao, chết quá. Anh dùng chữ tao, đây là tiếng địa phương của anh. Sao tao khó thở và cảm thấy đau trong lòng ngực? Toán có cách chi cứu tao ở giới? Tôi nghĩ bụng với bệnh này, bác sĩ thứ thiệt cũng đành bó tay. Thuốc ở đâu? Dụng cụ y khoa đâu mà trị bệnh chứ? Nhưng không lẽ để anh đau đớn tuyệt vọng? Mặc dầu tôi đâu có cái gì ngoài mấy điếu ngại cứu. Trong tâm tôi ngay lúc đó nhóm lên một niềm tin rằng cơn đau của anh ta rồi sẽ hết. Tôi đốt cháy điếu ngại cứu rồi dí sát vào điểm đau trên ngực á huyệt của anh ta. Đầu ngài cứu chạm sát vào da dạ anh ta đến nỗi tôi nghe như có mùi khét. Tôi giật mình nhích mũi thuốc ra xa, rồi tiếp tục cứu. Hồi lâu cơn đau giảm dần, anh ta bắt đầu đi vào giấc ngủ êm đềm. Sáng ra, anh đến gặp tôi vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra và lại cám ơn tôi nữa khi được tôi hỏi vết da bị bỏng hôm qua có đau lắm không anh cười trả lời ôi chuyện nhỏ tôi nghĩ chỉ có thạch tròn mới chịu đựng được đòn tra tấn cháy da đó mà thôi đây là một kỷ niệm nhớ đời khi tôi trở thành một lang băm bất đắc dĩ trong trại tù cho dù ở tù ở trại Hồng Ca Yên Bái hay ở trại số 3 Tân Kỳ Nghệ An, tôi đều giữ tâm nguyện cứu mình và cứu người. Cho dù khổ cực cách mới, tôi không bi quan tuyệt vọng. Với bản tù, tôi giúp đỡ an ủi những lúc họ bị ốm đau. Tôi mong ngày mai trời lại sáng và mọi người sẽ về sum họp bên vợ bên con. Quốc nạn nhất định sẽ qua đi tháng năm, năm 1981, hơn nửa tù nhân thuộc phân trại 3 của tôi được đưa vào trại Z30D tại Hàm Tân, Thuận Hải. Tại đây, tôi và bạn tù Trương Đình Tu được phân công chăm sóc vườn thuốc nam, kiêm vệ sinh khu trạm xá. Trong vườn thuốc nam rộng hơn một công đất, chúng tôi trồng nhiều cây thuốc, chủ yếu là sâm đại hành và xuyên tâm liên là một loại thuốc được quảng cáo trị bách bệnh sốt cũng uống ho cũng uống vân vân trong tình cảnh vô cùng thiếu thốn không có thuốc men thì người bệnh không còn chọn lựa nào khác xuyên tâm liên cũng có một số hiệu quả và là cái phao cứu cuối cùng bất cứ công an nào của trại có dịp về bắc thăm gia đình cũng đều gặp chúng tôi để xin một ít xâm đại hành về làm quà cho ông bạch già bị xâm đại hành, ngâm rượu uống vào bồi bổ cơ thể và trị được chứng đau nhức. Chúng tôi tổ chức lai giống, canh tân lại vườn thuốc nam trông rất thứ tự lớp làng và đẹp khiến mọi người khi thấy đều trầm trồ khen ngợi. Dân gia khoảng 3 tháng sau, tôi gặp một người tù đặc biệt mà tôi đang sắp sửa viết trong hồi ký này. Vào một buổi trưa, tôi và Trương Đình Tu đang lau chùi vệ sinh trạm xá thì nhận được lệnh buổi chiều đúng 3 giờ. Chúng tôi lên bộ chỉ huy trại gặp tên Trung úy Công an phụ trách an ninh trại để làm việc. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng Tu thì có vẻ lo lắng nhiều hơn tôi. Nhưng mà lo lắng thì cũng phải thôi. Gặp ai không gặp, lại gặp phải tên trung úy công an phụ trách an ninh để làm việc mà lại không cho biết cái việc gì thì chắc là lành ít dữ nhiều. Đúng 3 giờ chiều hôm đó, tôi và anh Tu lên gặp viên trung úy, buổi gặp thật ngắn gọn. Hắn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt cú vọ và nhấn mạnh từng tiếng. Ngày mai, trạm xá sẽ nhận một người tù đặc biệt hai anh có nhiệm vụ tắm rửa và lo cho anh ta ăn uống. Ngoài hai việc đó ra, hai anh tuyệt đối không được nói chuyện với anh ta. Nếu vi phạm, hai anh sẽ bị bộ chỉ huy của trại Z30D trừng trị nghiêm khắc. Các anh đã thông hiểu và thi hành được không? Tôi nhắc lại, nghiêm cấm hai anh không được trò chuyện với người tù đó. Dĩ nhiên, tôi và anh tù đành hứa sẽ không chuyện trò với người tù đặc biệt. Theo tên gọi của tên Trung úy Công an phụ trách an ninh trại. Khoảng 2 giờ chiều ngày hôm sau, một chiếc xe nhỏ bịt bùng chở người tù đặc biệt vào trạm xá. Trước và sau xe bịt bùng có hai xe jeep hộ tống chở đầy công an vũ trang. Hầu như anh em tù cải tạo hôm đó đều xôn xao muốn biết việc gì đã đang xảy ra trong trạm xá. Nhưng có lẽ tôi là người nôn nóng nhất muốn biết người tù đó mặt mày ra sao. Nam hay nữ, chắc hắn ta phải ghê gớm lắm. Mà viên trung úy kia mới gầm gừ, đe dọa tôi và anh tù trong buổi làm việc ngày hôm qua. Rằng không được nói chuyện, không được tiếp xúc với hắn ta, ngoại trừ lo việc tắm rửa và cơm nước cho đương sự mà thôi. Rồi chuyện gì đến nó phải đến. Lúc bốn giờ chiều, tên trung úy công an gọi tôi và anh tu vào trạm xá để giới thiệu chúng tôi với người tù đặc biệt. Tôi thường ngày rất giỏi đoán tuổi đoán người, nhưng thú thật với người tù này, tôi đoán được người tù này là nam giới là đã, đã giỏi lắm rồi. Việc tôi đoán đầu tiên là anh ta bị biệt giam ít nhất 10 năm trong phòng tối. Nên bây giờ khi được ra ngoài, da anh ta trắng như đa số các cô các bà. Đôi mắt anh có vẻ chưa quen với ánh sáng. Hai chân thì tong teo như hai ống xương khô. Có lẽ suốt 10 năm trong phòng biệt giam của Cộng sản, cả hai chân anh đều bị cùm lâu ngày máu không lưu thông được, các tế bào hai chân bị hoại tử nên phát sinh biến chứng tê liệt. Tôi đoán anh ta chắc phải trên 50 tuổi. Qua ánh mắt anh nhìn tôi và anh tu có vẻ thân thiện dù mới đầu chưa quen biết. Bù lại, anh nhìn bọn công an áo vàng bằng cặp mắt nghiêm trang lạnh lùng. Thế thì, anh thuộc loại tù nào? phe nào tôi phân loại anh ngay lúc đó trong đầu tôi là anh ta không dính dáng gì đến chính quyền miền nam việt nam anh ta lại càng không phải dân đâm thuê chém mướn vì anh ta có dáng dấp của một người thuộc lớp trí thức khoa bảng anh ta cũng không thể nào là dân buôn bán hàng của cấm được thế thì anh ta phạm tội gì mà bị bọn Cộng sản Bắc Việt đối xử với anh ta tàn ác như vậy chứ? Tôi nghĩ chỉ trong tương lai gần tôi sẽ tìm ra câu trả lời về những thắc mắc hiện có trong đầu tôi. Vì sau này tôi có nhiệm vụ phải tắm rửa cho anh hàng ngày. Tôi sẽ có cơ hội chuyện trò với anh ta. Dễ gì mà tên Trung úy Công an biết được chứ? Hai ba ngày đầu như để tránh rắc rối cho tôi với anh Tu. Người tù đặc biệt hạn chế tiếp xúc với chúng tôi, ngoại trừ lúc đầu gặp gỡ giới thiệu công việc. Anh ta rất nhẹ nhàng, giới thiệu tên anh ta là Văn, 60 tuổi đời, kèm theo nụ cười nhân hậu. Đáp lại, tôi và anh Tu giới thiệu tên để dễ dàng xưng hô sau này. Tất nhiên, nhất cử nhất động của tôi và tu không tránh khỏi cặp mắt cú vọ theo dõi cuộc tên công an tôi nghĩ thầm trong bụng chuyện người tù đặc biệt tiên văn khá ly kỳ hấp dẫn đây và tôi sẽ dễ dàng qua mặt tên trung úy công an để kết cục tôi sẽ khám phá phần nào bí mật về cuộc đời của anh văn lỡ sau này được trở về tôi sẽ kể chuyện những tháng ngày trong tù kèm thêm chuyện người tù đặc biệt này thì chắc chắn hấp dẫn và lôi cuốn người nghe. Khoảng ba ngày sau khi anh Văn xuất hiện tại trạm xá Z30D, một phái đoàn công an hùng hậu gồm đại tá, trung tá, thượng tá công an xuống làm việc với anh Văn. Họ có cả thầy sáu người. Tôi đoán họ từ Sài Gòn vì tôi và anh Tu được lệnh đứng canh cửa không cho trại viên nào được vào trạm xá trong lúc phái đoàn đang làm việc nên tôi có cơ hội nghe lén cuộc đối thoại giữa anh văn và phái đoàn nọ tôi đứng cách giường anh văn nằm chưa đầy mười thước buổi nói chuyện diễn ra khoảng mười lăm phút tên đại tá công an mở đầu nói gì hơi dông dài tôi không nghe kịp sau đó tôi được nghe tiếng anh văn nói lớn lên đại ý anh ta không muốn nói chuyện với phái đoàn này, mà nhắn nhủ muốn nói chuyện với cấp cao hơn của Cộng sản tại Hà Nội mà thôi. Anh Văn chắc làm gì lớn lắm trong đảng Cộng sản Bắc Việt, vì thế mới coi phái đoàn công an cao cấp kia không ra gì. Thế nhưng sao với những người tù như chúng tôi, anh tỏ ra thân thiện, nhẹ nhàng, vui vẻ như thế, chuyện khá hấp dẫn không thể bỏ qua được tôi phải tìm cho ra được lý do dáng anh cao khoảng tầm cỡ với tôi nước da trắng trán cao mắt sáng thông minh nụ cười tươi đôn hậu có vẻ là quan văn hơn là quan võ sau này có dịp nói chuyện với anh có những điểm chúng tôi rất tâm đắc nhất là sau này anh biết tôi là sĩ quan cấp tá xuất thân từ trường võ bị quốc gia việt nam danh tiếng Tôi biết anh Nguyên là trưởng toán phóng viên của Bắc Việt tại hội nghị Paris năm 1973. Em và anh của anh là thứ trưởng, là giám đốc bệnh viện lớn ở Hà Nội. Chỉ trong một tuần, anh nói chuyện với Tu và tôi một cách thân thiện, nhẹ nhàng như quen biết từ lâu. Tôi và Tu thay nhau cõng anh xuống giếng tắm hàng ngày vì hai chân anh hoàn toàn bại liệt. Cũng đúng một tuần sau, khi đám công an Sài Gòn xuống gặp anh Văn và phải về không, một nhóm khác lại xuống gặp anh, có lẽ nhóm này từ Hà Nội và có lẽ cao cấp hơn, như thuộc hàng bộ trưởng hoặc thứ trưởng của bộ công an hoặc bộ nội an cộng sản. Cuộc tiếp xúc diễn ra vào lúc 2 giờ chiều khi các cửa sổ ở trạm xá được đóng kín. Tôi và Tu được phép đứng ở bên ngoài cánh cửa lớn. Nhóm cán bộ cao cấp và anh Văn trao đổi rất nhiều vấn đề. Tôi đoán nhận như thế, và có lẽ họ không đồng ý với nhau về trọng tâm cuộc nói chuyện. Nên cuối cùng tôi nghe rất rõ tiếng của anh Văn thốt lên đầy căm hờn. Tôi phục vụ đảng gần 40 năm, cuối cùng đảng cho tôi cái gì ngoài đôi chân bại liệt và một thân hình tàn phế. Màn đối thoại hạ màn. Hai đoàn cao cấp ra về mà chẳng thuyết phục anh Văn được điều gì như họ mong muốn trước khi đến đây. Qua cuộc đối thoại, tôi cảm thấy anh ta ghê thật vì đã xem bọn cán bộ cao cấp ở Hà Nội không ra gì. Nhưng anh Văn đã phạm tội gì mà Cộng sản Hà Nội biệt giam anh đến 10 năm? khiến anh trở thành tàn phế như vậy. Khi cộng anh trên lưng để xuống giếng tắm rửa, tôi cũng cảm thấy xót xa cho anh. Ngày nào, họ là đồng chí đồng rận mà nay đối xử với nhau quá ư tàn ác. Chỉ có bọn cộng sản mới nhẫn tâm như vậy mà thôi. Tôi sẽ cố tìm hiểu xem tại sao chúng đối xử man rợ với anh như thế. Thời gian sau này, Tên trung úy công an có đôi mắt cú vỏ đã chuyển đi đâu tôi không còn thấy nữa. Thành thử, tôi và anh Tu cảm thấy dễ thở hơn. Thời gian thấm thoát, thoi đưa, mới đó mà anh Văn đã vào trú tại trạm xá Z30D đã hai tháng rồi. Tôi và Tu thay nhau cõng anh hàng ngày để tắm rửa cho anh. Chúng tôi và anh Văn ngày một thân tình. Riêng tôi tôi thường trao đổi với anh về văn chương thơ phú âm nhạc có lúc say mê quên cả giờ giấc nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ hỏi anh về thân thế cũng như không bao giờ hỏi anh câu hỏi mấu chốt là vì sao anh bị biệt phủ hà nội đối xử với anh tàn nhẫn đến như thế tuy nhiên tôi biết thêm một số tin tức về anh qua các người làm việc với quyền anh chị của anh Văn đang giữ các chức vụ cao cấp tại Hà Nội nhân chuyến công tác vào Sài Gòn mang theo quà gửi cho anh Văn vì một lý do nào đó tôi chưa hề thấy mẹ hay anh chị em của anh và thăm anh phải chăng Hà Nội không muốn bà con ruột thịt anh gặp anh trong hoàn cảnh quá đau lòng khi thấy con mình, em mình trong tình trạng tàn phế chăng? Được biết dòng dõi của anh Văn thuộc nòi khoa bảng, anh em đều từng qua du học Liên Xô hay các nước Đông Âu, người nào cũng có học vấn cao và giữ các chức vụ cao cấp trong gồm máy cầm quyền Hà Nội. Có người là thứ trưởng, có người đang là giám đốc bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội có bằng cấp cao về truyền thông và báo chí. Anh Nguyên là trưởng ban báo chí của phái đoàn Bắc Việt tại hội nghị Ba lê 1973. Anh bị bắt vào tù, bị biệt giam gần 10 năm vì lý do đã phản đối chính sách vô nhân đạo của Cộng sản Hà Nội đối với quân dân cán chính miền Nam trong các trại tù cải tạo khắc nghiệt. Anh yêu cầu Hà Nội phải đối xử nhân đạo với họ bằng cách cung cấp thuốc men. Khi họ đau ốm, cho họ ăn đủ no để có sức lao động và nhất là phải có thời hạn tù. Tất nhiên, chính quyền Hà Nội làm sao mà chấp nhận cái khuyến cáo này của anh chứ? Tôi sống gần gũi với anh Văn gần 4 tháng. Một buổi sớm mùa đông lạnh lẽo. Một toán công an võ trang với chiếc xe nhỏ bịt bùng lại chở anh đi chuyến đi lành ít dữ nhiều bạo quyền hà nội muốn thủ tiêu anh hay muốn đưa anh về trại tù cổng trời khét tiếng ở hà giang đến đây ải anh nơi đây người tù một khi đã đến thì ít ai được sống sót trở về với gia đình vợ con có lẽ cộng sản hà nội dường như không lay chuyển được lập trường của anh trước chính sách tàn ác của chúng đối với hàng vạn tù cải tạo những người thua cuộc khi anh văn đi rồi tôi ngộ ra rằng hai người trước đây dù ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng khi họ cùng hướng về một điều thiện cùng phân biệt được điều đúng và sai thì dễ thông cảm và có khi còn xem nhau như anh em nữa tôi giữ trong tôi nhiều kỷ niệm về anh và tôi hy vọng anh cũng giữ trong anh nhiều kỷ niệm về tôi trong hơn bốn tháng trời anh văn không bao giờ nói với tôi về chính trị về cuộc chiến cũng như chưa bao giờ nói với tôi về anh và gia đình điều tôi biết anh là một con người đa cảm vị tha và hờn căm cộng sản trong bốn tháng gần anh anh nói cho tôi nghe về văn học về triết học đặc biệt nói về những văn nhân thi sĩ nổi tiếng của thế giới anh thuyết giảng cho tôi nghe 15 nhà văn nổi tiếng của Nga, các sách truyện và khuynh hướng của họ như văn hào Lev Nikolayevich Tolstoy, văn hào Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, nhà văn Maxim Gorky. Tôi thích nhất khi anh nói về chủ nghĩa hiện sinh nổi lên tại Pháp vào thế kỷ 20. Đó là một phong trào triết học đứng đầu của triết gia hiện sinh Jean Sartre và Martin Heidegger. Anh nói cho tôi nghe về nhà văn, nhà triết học Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1909 và chết năm 1997. Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất độ hai bằng tiến sĩ văn học và luật học năm ông mới 23 tuổi đời. Đó là năm 1932 tại đại học nổi tiếng Sorbonne bên Pháp. Ngoài ra, anh còn nói cho tôi nghe về giai thoại Nguyễn Mạnh Tường đã từng tranh cãi nảy lửa với Jean Bossac về triết học hiện sinh. Hai ký ức tôi giữ mãi trong lòng, đó là hai ký ức tôi vô tình đã làm anh rơi lệ cũng nên nói thêm vào lúc đó, anh Văn Khoảng 60 tuổi còn tôi vừa đúng 40. Lần thứ nhất tôi làm anh ứa lệ là khi anh bảo tôi đọc thơ thiền của tôi viết trong tù cho anh nghe. Tôi không ngại ngùng, đọc cho anh nghe liền, hay cũng đọc mà dở cũng đọc. Tôi đã đọc đến hai câu thơ, câu kinh tiếng kệ quên mùi tục, nghe tiếng gà chưa nhớ mẹ hiền. Đọc xong, ngoảnh lên tôi thấy đôi mắt anh ứa lệ. Có lẽ trong giây phút đó, anh chạnh lòng nghĩ đến mẹ đang mòn mỏi chờ đợi anh suốt hơn 10 năm qua. Chắc anh đã biết sẽ không có ngày về, vì bọn Cộng sản Bắc Việt sẽ không dám cho anh gặp mẹ trong cảnh thân anh giờ đã bại liệt. Sau gần 40 năm, anh nhầm lẫn, phục vụ cho bọn Cộng sản bạo tàn. Cố nén đau thương, anh Văn lên tiếng hỏi tôi. Nghe nói toàn là quyển tự điển về thơ. Thế thì thử đọc cho tôi nghe bài thơ nào tâm đắc nhất nói về người mẹ đi. Tôi hiểu. Trong giây phút này anh nhớ mẹ anh vô ngần. Anh chỉ nghĩ về mẹ và muốn nghe về mẹ mà thôi. Cho nên tôi lên giọng và đọc cho anh Văn nghe bài thơ viết về mẹ rất chân quê của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Mỗi lần nắng mới hát bên sông, sao xác gà trưa gáy não nùng, lòng rượi sầu theo thời dĩ vãng, chập chờn sống lại những ngày không. Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên mười, mỗi lần nắng mới gieo ngoài nội, áo mới người phơi trước dậu thưa. Đã mấy năm nay vắng mặt người, nhưng hình dáng cũ của mẹ tôi vẫn còn văng vàng bên hàng dậu, trong ánh trưa hè trước dậu thưa. Cũng cần viết rõ, Lưu Trọng Lư vốn là một trong những thi sĩ nổi tiếng qua những án thơ trữ tình như Tiếng Thu. Tuy nhiên, sau khi theo Cộng sản, Lưu Trọng Lư đã trở thành một văn nô chỉ sử dụng thơ phú của mình để ca tụng chế độ bất nhân cộng sản. Mọi người đã không còn thấy hình ảnh của thi sĩ Lưu Trọng Lưu đầy nhân bản của những năm xưa nữa. Đến đây thì tôi nghe rõ tiếng nấc của anh Văn Quyện trong buổi trưa hè tịch mịch trong trại tù Z30D. Tôi hối hận đã làm anh buồn, tính đa cảm, cùng lòng thương nhớ mẹ hiền đã khiến cho người từng là phát ngôn viên của phái đoàn Cộng sản tại hội nghị Paris năm 1973 ngậm ngùi rơi lệ. Giờ đây, anh đã về với quê hương dân tộc, trở về với bản chất thực của một con người. Lần thứ hai cũng do tôi vô tình. Một lần nữa đã làm anh rơi lệ, trừ hôm đó như thường lệ tôi cõng anh văn sau lưng từ trạm xá xuống giếng nước để tắm rửa cho anh cả hai đều mệt tôi gọi để anh xuống và nối tiếp câu chuyện đang dang dở tôi hỏi anh văn trước đây có khi nào anh nghĩ một ngày kia một người lính ngụy như tôi cõng một đảng viên cộng sản cao cấp tàn phế trên lưng do chính đồng đội gây ra như anh và tôi bây giờ bất giác tôi đọc hai câu thơ trong bài khả thán của thi sĩ đỗ phủ nổi tiếng đời đường thiên thượng phù vân như bạch y tu du hốt biến vi thương cầu có nghĩa là trên trời có đám mây bay hình thù tựa như chiếc áo trắng phút chốc áo trắng kia biến thành hình con chó màu xanh ý nói đời là vô thường biến đổi không lường cũng như anh và tôi trước đây ở hai trận tuyến nhưng nay anh và tôi thân thiết tưởng như cùng chung một trận tuyến nào có ai ngờ đọc xong hai câu thơ tôi ngoảnh lên nhìn anh văn thì thấy mắt anh như chừng rướm lệ có lẽ anh cám cảnh về cuộc đời tàn phế của mình khi trót theo bọn cộng sản bạo tàn tôi đã vội vàng xin lỗi anh đó là hai ký ức sâu đậm khi tôi nghĩ về người tù đặc biệt tên Văn. Khi những ký ức này được viết xuống thì câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 40 năm. Thời gian chưa đủ dài đối với thời gian sống của một con người trung bình nhưng dường như quá dài đối một người tù có tuổi 60. Không có ngày về, tàn phế và cùng kiệt về thể chất. Nếu may mắn anh còn sống và đọc được câu chuyện này thì hãy nhớ rằng anh đã từng chia sẻ nỗi nhục nhằn đau khổ với một người cùng chung cảnh ngộ, cùng ý nghĩ nhưng đã có một thời ở hai bên bờ chiến tuyến. Xét cho cùng, niềm đau xảy ra cho mỗi cá nhân, mỗi một gia đình, niềm đau chung xảy ra cho cả dân tộc Việt Nam ta suốt gần 80 năm từ năm 1945 đến 2021 và còn kéo dài nữa không biết bao giờ mới dứt vì đất nước ta bất hạnh đã sản sinh ra một người có tên Hồ Chí Minh. Lê Quốc Toàn, khóa 20 Võ Mỹ Cảm ơn quý vị đã nghe.